Đến thời điểm này, tất cả thí sinh đã biết điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Kết quả thi cũng là căn cứ giúp thí sinh xác định có nên tham gia điều chỉnh nguyện vọng trong đợt điều chỉnh nguyện vọng trong những ngày sắp tới hay không. Vậy nên thay đổi nguyện vọng theo hướng tăng cơ hội trúng tuyển hay chú trọng cơ hội việc làm sau khi ra trường? Thí sinh cần lưu ý gì khi thay đổi nguyện vọng? Tiết mục Giáo dục phát triển hôm nay của chúng tôi sẽ góp phần giải đáp những thắc mắc này. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Cụ thể, tất cả các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển dự kiến từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 31 tháng 7 với hai phương thức tương ứng. Đó là thay đổi trực tuyến hoặc thay đổi bằng phiếu đăng ký xét tuyển. Do chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất nên theo các chuyên gia tư vấn, thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi thay đổi nguyện vọng. Khi mà chọn nguyện vọng, đăng ký nguyện vọng và có thay đổi hay không thì điều quan trọng đối với thí sinh là chọn được cái nguyện vọng, cái trường mà mình mong muốn chứ không phải chọn trường để đậu. Do vậy chúng tôi cho là việc điều chỉnh nguyện vọng nếu có về thứ tự các nguyện vọng, về khối xét tuyển các nguyện vọng đó thì điều quan trọng là các em phải đặt cái mục tiêu là được xét trúng tuyển vào ngành mà các em mong muốn. Do vậy cần phải tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển của các trường, các ngành ở những năm trước. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có hơn 2.500.000 lượt nguyện vọng đại học. Trong khi đó, thống kê của năm 2018 cho thấy có gần 50% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Nguyên nhân chính là do thí sinh không tìm hiểu ngành kỹ trước khi đăng ký. Vậy thí sinh nên chọn thay đổi nguyện vọng theo hướng nào, chọn ngành, chọn trường để trúng tuyển hay để theo học lâu dài? Chỉ có những thí sinh nào điểm thi thay đổi rất nhiều so với trước đây các em dự đoán, hoặc là những em nào có điểm thi không phù hợp với các mức điểm ngưỡng xét tuyển của khối ngành sư phạm, khối ngành khoa học sức khỏe do Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố ngày 21 tháng 7 này, hoặc là những thí sinh nào có điểm thi của mình không đạt được mức điểm sàn xét tuyển mà các trường đại học đã công bố trước ngày 21 tháng 7 thì các thí sinh đó mới cần thiết phải điều chỉnh nguyện vọng. Nếu như mà chúng ta có cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông không được như mong muốn ban đầu của chúng ta đặt ra thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta có thể, nếu như như năm 2019 này thì rất nhiều trường đại học có rất nhiều các cái phương án tuyển sinh. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái học bạ lớp 12 để chúng ta sử dụng cái kết quả này để chúng ta xét tuyển vào các cái trường đại học. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, thí sinh chỉ nên đăng ký từ 4 đến 6 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Khi đăng ký, thí sinh cần căn cứ vào sở thích, năng lực của bản thân, tránh tình trạng đăng ký nguyện vọng tràn lan để kiếm cho được một suất đại học, sau đó lại không học được, gây lãng phí thời gian, tiền bạc lẫn công sức của bản thân và gia đình.